đồng tu xin chào mọi người chúng ta tiếp tục xem chỉ quán điều này. Cậu Đức có nói. nếu như phương tiện môn đã tu để nói chỉ thuộc về không môn thuộc về chân như môn bởi vì nó là lìa tất cả tướng mà quán thì thuộc về hữu môn thuộc về sanh diệt môn nó là thuộc về tất cả hữu vi pháp mà pháp lý giải thù thắng cũng chính là nói quán là trí tuệ trí tuệ có thể thông đạt tất cả pháp thế suốt thế gian ở trong đại kinh phật dạy bảo chúng ta lìa tất cả tướng tức tất cả pháp lìa tất cả tướng là chỉ tức tất cả pháp là quán nếu như từ nơi tầng thứ tu hành mà nói phải nên là chỉ ở phía trước chỉ là định vì sao vậy chỉ có thể phục được phiền não trước tiên phải phục được phiền não thế nhưng không đoạn được đoạn phiền não phải quán trước tu chỉ sau tu quán quán có thể đoạn phiền não vì sao vậy đem chân tướng của phiền não thấy được rõ ràng đây mới có thể chuyển phiền não thành bồ đề rốt cuộc phiền não là gì bạn không làm cho rõ ràng cho nên nó mới chướng ngại bạn thế nhưng đến khi công phu thuần thục rồi cùng sơ học không như nhau sơ học có mấy cái thứ lớp này có trước sau có thứ lớp đến khi thuần thục rồi thì không như vậy trong chỉ có quán trong quán có chỉ cho nên chỉ quán không hai vừa rồi đồng tu đến hỏi tôi một môn thâm nhập phải thâm nhập đến trình độ nào ở trong phật pháp đại thừa không luận tu học pháp môn nào bạn tu học nếu muốn thành tựu bạn nhất định phải hiểu được cái phương pháp bí quyết này một môn thâm nhập các vị phải biết một môn thâm nhập là chỉ chỉ là gì vậy pháp thế xuất thế gian thầy đều buông bỏ bạn liền chỉ rồi Công phu của tôi dùng ở trên một môn Ở trong một môn đã có quán Buôn xã vạn duyên là chỉ Cho nên một môn thâm nhập là chỉ quán cùng vận hành Bạn một môn thâm nhập Làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới như vậy chính là nói bạn phải dùng tâm thái như thế nào để tu học chí thành cảm thông chí thành là nhân cảm thông là quả hay nói cách khác cần phải dùng tâm chân thành một môn thâm nhập bạn mới có thể khai ngộ mới có thể chứng quả cảm thông chính là chỉ khai ngộ chứng quả hình dạng của cảm thông là gì đến khi nào chúng ta mới biết được đây là cảm thông thông là thông đạt Pháp thế xuất thế gian thông học đã thông đạt rồi. Đó chính là hình dạng của cảm thông. Ở chỗ này cũng là có tầng nấc. Cái gọi là có tiểu ngộ, có đại ngộ. Có triệt ngộ Đại sư Ấn Quang nói Một phần thành kính Được một phần lợi ích Là cảm thông nhỏ Mười phần thành kính Được mười phần lợi ích Là cảm thông lớn Từ đó cho thấy Năng lực cảm thông Lớn hay nhỏ Nhất định là tỷ lệ thuận Với tâm thành kính của bạn Thành kính thì nhìn từ chỗ nào vậy? Nhìn từ trên thập thiện nghiệp đạo Thật sự đoạn thập ác Hành thập thiện Bạn mới là chí thành Nếu như nói là tôi tu hành Dùng tâm chí thành rồi Ở trong tâm tôi Ý nghĩ Sát đạo dâm Chưa đoạn Đối nhân sự thế tiếp vật Vẫn còn vọng ngữ Vẫn còn lưỡng thiệt Bằng một quẩy mây Thành ý cũng không có Chí thành xem từ đâu vậy Xem từ thập thiện nghiệp Bạn thật sự tu thập thiện Thật sự đoạn thập ác Đây là tâm trí thành của bạn phát hiện rồi Công phu sâu hay cạn thế thì xem thành tích đoạn ác tu thiện của bạn thật sự ở trong tất cả người sự vật lấy thập thiện làm tiêu chuẩn niệm thập ác quyết định không sanh Khi tỉnh chỉ, chúng ta dùng chỉ quán. Khi chỉ, một niệm không sanh. Khi quán thì dạng thiện cùng theo. Khởi tâm đồng niệm thuần thiện. Đối với người với sự giới vật, đến lúc này khoảng cách cảm thông sẽ không xa nữa. Một hiện tượng thô thiện nhất, tam tạng 12 bộ kinh bày ngay trước mắt bạn, bạn không có chướng ngại. Bạn đều thông đạt. Mỗi một chữ, mỗi một câu đều là vô lượng nghĩa. Bạn giảng cả đời. Một câu nói ở trong kinh Phật bạn cũng giảng không xong. Đây là sự thật Không phải là giả Bồ Tát Long Thọ Ở trong Long Cung Nhìn thấy Nguyễn Thượng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phân lượng bao lớn vậy Bồ Tát Nói cho chúng ta biết Có 10 cái Đại Thiên Thế Giới Vi Trần Kệ Chúng ta biết phật pháp tính số lượng nhiều hay ít là dùng kệ làm đơn vị không giống như trung quốc trung quốc là dùng chữ đạo đức kinh năm ngàn chữ phân lượng này nhiều hay ít vậy năm ngàn chữ là dùng chữ để làm đơn vị người ấn độ là dùng kệ kệ là giống gì bốn câu dùng bốn câu là một đơn vị bốn câu này dài ngắn không nhất định bốn câu ở trong kệ tụng là một bài kệ bốn câu dài cũng gọi là một bài kệ nó là tính toán như vậy bao nhiêu kệ vậy mười cái tam thiên đại thiên thế giới vi trần kệ cho nên tôi nói một câu kinh văn nếu bạn giảng kỹ bạn giảng cả đời bạn giảng 100 năm cũng giảng không xong Tôi nói lời này là có căn cứ Không phải tùy tiện nói Thật sự thâm nhập Một môn thâm nhập Bạn sẽ có cái năng lực này Mở quyển kinh ra Còn có rất nhiều chướng ngại Bạn chưa có thông bạn chưa có nhập nhập còn chưa có thì chữ thâm kia sẽ càng không dễ bàn thâm nhập cho nên các vị đồng học phải biết bí quyết tu hành phật pháp là một môn thâm nhập tôi thường hay nêu thí dụ phật pháp giống như quả cầu tròn Quả cầu nó có tâm Tám dạng bốn ngàn pháp môn Vô lượng pháp môn Là giống như ở trên cái mặt cầu này vậy Bất kỳ một điểm nào Chính là một pháp môn Bất kỳ điểm nào Đều thông đạt với tâm tròn Chỉ cần đến được tâm tròn Thì toàn bộ thông đạt Chưa có đến được tâm tròn Thì không thể thông đạt Bạn vẫn là một môn bạn không biết môn thứ hai đến được tâm tròn thì toàn bộ đều thông đạt chúng ta hiện nay muốn hỏi tại sao chúng ta tu học khó khăn như vậy chúng ta cũng rất muốn thông đạt tại vì sao không thể thông đạt vậy cách nói thông thường là nghiệp chướng chướng ngại rồi bạn có nghiệp chướng cái vấn đề này tôi trước đây đã từng thịnh giáo với đại sư chương gia chính ông cụ nói với tôi là nghiệp chướng nhất định phải đem nghiệp chướng tiêu trừ ở trong mười nguyện phổ hiền sám trừ nghiệp chướng nghiệp chướng sám trừ liền thông rồi cái gì là nghiệp chướng nghiệp chướng có lẽ quá nhiều rồi nói không hết kiến tư phiền não là nghiệp chướng trần sa phiền não là nghiệp chướng vô minh phiền não là nghiệp chướng không thể nói hết được nhưng mà nghiệp chướng có căn chúng ta phải tìm cho ra cái căn đó tu từ căn bản sẽ rất nhanh chóng tổ sư đại đức tông môn giáo hạ của trung quốc đều thường hai dạy người tu từ căn bản căn bản là gì vậy căn bản là tâm cũng chính là khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm vẫn có căn bản căn bản của căn bản là gì vậy tự tư tự lợi cho nên nếu không thể buông bỏ tự tư tự lợi thì cánh cửa đầu tiên sẽ không thể đột phá được. Tự tư tự lợi ở trong kinh Kim Cang chính là nói tướng ngã, chấp ngã. Nửa bộ sao giảng ngã kiến phật ở trong kinh nói nếu bồ tát có tướng ngã tướng nhân tướng chúng sanh tướng thọ giả tức không phải bồ tát thông thường mọi người đều đem tiêu chuẩn của kinh kim cang đánh giá cao tức không phải bồ tát vì bồ tát đó là bồ tát gì vậy pháp thân bồ tát cái này thì nhìn cao cách nhìn của tôi không cao như vậy tức không phải bồ tát phải nên nói là Tức không phải Bồ Tát quả dị Sơ tính của viên giáo Vậy mới chân thật phù hợp Nghĩa kinh Bồ Tát quả dị sơ tính kiến hoặc phá rồi 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới phá rồi Thân kiến, biên kiến, giới thụ kiến, kiến thụ kiến, tà kiến đều xa lìa rồi Ở tiểu thừa tương đương với quả tu đà hoàng Sơ quả các bạn thử nghĩ cách nói này của tôi có đạo lý hay không? Bồ Tát như vậy Mới chân thật gọi là nhập môn Từ đó về sau Tu hành thuận bườm xuôi gió Cửa khó đầu tiên đột phá rồi các đồng tu chúng ta bất luận tại gia hay xuất gia thiện căn của mỗi một người đều rất sâu dày vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp tu hành chính là một cửa này chưa đột phá cho nên vẫn là phàm phu sanh tử như xưa nếu như chứng được sơ quả rồi sơ quả tiểu thừa bồ tát quả dị sơ tính viên giáo đại thừa thì người này chính là thánh nhân chúng ta nói tứ quả la hán tứ quả thánh nhân họ là sơ quả siêu phàm nhập thánh rồi tuy vẫn chưa ra khỏi tam giới nhưng nhất định không rơi vào ba đường ác đây là điều chắc chắn nhất định sẽ không đi vào ba đường ác tiểu thừa bắt đầu từ ngày này qua lại bảy lần cõi trời và nhân gian là chứng quả a la hán bồ tát đại thừa gặp duyên thù thắng ở trong một đời là có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Cho nên ý nghĩa đích thực của Kinh Kim Cang là ở chỗ này. Chúng ta phải biết. Nói Pháp Thân Bồ Tát quá cao rồi, cách chúng ta quá xa rồi. Chúng ta tự mình rất khó đề khởi tâm cảnh giác. Dường như chúng ta bị tục hậu quá xa. Thôi buông, đời này ta không có phần. Nói với bạn, Bồ Tát quả vị sơ tính, thì cách chúng ta rất gần. Một bước này vừa bước vào Chúng ta liền nhập môn rồi Hay nói cách khác Ngã kiến Chính là chấp ngã không thể buông bỏ Thì bạn vô phương rồi Bạn rốt cuộc vẫn là Ở bên phía lục đạo luân hồi Bạn một bước này không thể bước qua được sau đó chúng ta thử nghĩ thật kỹ chúng ta đời đời kiếp kiếp bị cái gì hại rồi bị tự tư tự lợi cái vọng tưởng chấp trước này hại rồi làm thế nào phá trừ cái cửa này ngã ngã sở nhất định phải xả cho thật sạch sẽ Đây là nói buông xả Trước đây Đại sư chương gia dạy tôi Trước tiên ra tay từ ngã sở Ngã sở là Cái mà ta có Là vật ngoài thân Trước tiên buông từ chỗ này Thường suy nghĩ đến Lời Phật dạy chúng ta Vạn ban tương bất khứ Duy hữu nghiệp tùy thân Tương bất khứ chính là không thể mang theo Cái không thể mang theo thì cần phải buông bỏ Nhà của ta Nhà của ta không thể mang theo Không thể mang theo Tài sản của ta chết rồi cũng không thể mang theo một xu cũng không thể mang theo địa vị của ta cũng không thể mang theo danh dự của chúng ta cũng không thể mang theo danh vọng lời dưỡng không có cái gì có thể mang theo quyến thuộc của ta con cái của ta con cháu của ta thầy đều không thể mang theo không thể mang theo thì phải buông xả Buông xả không phải là không gánh trách nhiệm Vẫn phải gánh trách nhiệm Nghiêm túc, phụ trách, chỉ dạy chúng Không để ở trong tâm Tâm địa thanh tịnh Đem thân tình chuyển biến thành trí tuệ chân thật Đem tình cảm chuyển biến thành lý trí Vậy là đúng rồi đó là giống như phật bồ tát vậy nhất định phải đột phá nhất định phải thấy rõ ràng thấy minh bạch ở trong cái tâm này hoàn toàn không bận tâm bắt tay từ chỗ này sau đó tiến một bước thân cũng không thể mang theo trước tiên đoạn ngã sở ngã sở xả sạch sau đó ngã cũng xả luôn ta cái thân này không thể mang theo thân này không phải là ta thân cũng là ngã sở cũng là thân thể của ta không phải ta thường xuyên quán tưởng như vậy người liền sanh trí tuệ đây là quán Thầy đều buông xả Ngã với ngã sở thầy đều buông xả Cũng không chấp trước nữa Như vậy mới có thể nhập môn Vào cửa đại thừa Chính là Bồ Tát quả dị sơ tính Vào cửa tiểu thừa Chính là sơ quả tu đà hoàng Nếu như bạn không buông xả được Bạn sẽ vĩnh viễn Không thể nhập được cảnh giới Vĩnh viễn làm phàm phu Học Phật đã học cả đời Đại sư Thiên Thai giảng Danh tự vị trung nhân Danh tự dị trung là hữu danh vô thực Danh tự dị trung nhân Bạn vẫn là tâm luân hồi Bạn vẫn là tạo nghiệp luân hồi Ở trong lục đạo Nhân thiện Cảm quả báo Ba đường thiện Nhân ác Cảm quả báo ba đường ác Bạn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi không thể ra khỏi lục đạo luân hồi bạn hoàn toàn không thành tựu ra khỏi lục đạo luân hồi đến pháp giới tứ thánh mới được xem là tiểu quả các vị phải biết thanh văn duyên giác bồ tát phật ở trong 10 pháp giới đều là tiểu quả tiểu quả có bốn loại có bốn cấp thì đều là tiểu quả lìa khổ được vui lìa cái khổ trong tam giới được cái vui trong pháp giới bốn thánh cái vui này không cứu cánh nhất định còn phải nâng lên thêm từ tương tự dị nâng lên đến phần chứng dị mới được xem là thật sự thành tựu rồi chứng được đại quả đến quả dị như lai đó gọi là quả dị cứu cánh viên mãn nếu không ngừng nâng lên cao thêm là không ngừng buông bỏ buông xả sẽ càng nâng lên thêm không có gì khác nhìn thấu giúp buông xả buông xả giúp nhìn thấu vì vậy ở chúng ta hiện nay là trước tiên phục phiền não sau đó đoạn phiền não vọng niệm không thể không điều phục phải biết cái đạo lý này chào chứ gì đồng tu chào mọi người ý nghĩa của chỉ quán sâu rộng vô bờ trong kinh điển nói Pháp tánh tịch nhiên là chỉ Pháp tánh thường chiếu là quán Ở trong Kinh Đại Thừa Chúng ta thường hay xem thấy Tịch chiếu Tịch mà thường chiếu Chiếu mà thường tịch Từ đó cho thấy chỉ giới quán Là một sự việc Chiếu mà thường tịch Quán tức là chỉ Tịch mà thường chiếu chỉ chính là quán từ đó cho thấy chỉ quán là một thể hai mặt ở trong công phu tu hành trước đây Đại sư Tăng Triệu từng nói: Buộc tâm ở duyên, gọi là chỉ; phân biệt rõ ràng, gọi là quán. Ở trên thập thiện nghiệp đạo mà nói, duyên chính là thập thiện nghiệp. Chúng ta niệm, niệm niệm. Không lìa thập thiện nghiệp. Đây là chỉ. Nhà nho gọi là chỉ ư chí thiện. Đạo lớn của khổng mạnh. Nói thật ra chính là ba câu nói ở trong đại học đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện đây là tổng cương lĩnh đạo lớn của khổng mạnh họ cả đời tự hành hóa tha đều không lìa khỏi cái nguyên tắc này minh minh đức là quán thân dân chỉ ư chí thiện đây là chỉ cho nên ngài nói tri chỉ nhi hậu hữu định định chính là tâm thanh tịnh hiện tiền cảnh giới thiền định hiện tiền tâm của chúng ta tại sao loạn như vậy tại sao không thể định lại được chúng ta không biết dừng không biết phải dừng ở chỗ nào học giả của nhà nho Họ có định công Tuy họ chưa từng tiếp xúc qua Cũng chưa từng học thiền định Định công từ đâu mà có vậy Họ biết dừng Họ biết chỉ ư, chí thiện Cái chí thiện đó Chính là minh, minh đức minh minh đức với minh tâm kiến tánh mà trong phật pháp chúng ta nói là vô cùng giống nhau chúng ta tu học chúng ta cần phải dừng ở chỗ nào vậy thông thường các đồng tu đều nói chúng ta cần nên dừng ở thánh hiệu di đà cách nói này có sai hay không không sai có viên mãn hay không không viên mãn tại vì sao nó không viên mãn bởi vì bạn đối với thánh hiệu di đà liễu giải không rõ ràng cho nên không viên mãn nếu như bạn đối với thánh hiệu di đà liễu giải thấu triệt rồi thì dừng ở danh hiệu di đà là đại viên mãn lời nói này cách nói như thế nào Chúng tôi khi đang giảng Kinh vô lượng thọ đã từng nói. Danh hiệu Di Đà. Là nguyện thứ 18. Nguyện thứ 18 ở trong 48 nguyện. Nguyện thứ 18 nó đã bao hàm rất viên mãn 47 nguyện khác. Thiếu một nguyện thì nguyện thứ 18 sẽ không viên mãn. Hôm nay từ Nhật Bản truyền đến, bản nguyện niệm Phật chỉ chấp trước nguyện thứ 18, 47 nguyện khác đều không cần nữa. Nguyện thứ 18 tan dở rồi. Là giống như xây nhà vậy Nhà quan trọng nhất là mái nhà Không có mái nhà đâu thành nhà được Mái nhà phải bao nhiêu trụ Bao nhiêu xà mới chống nó lên được Nay trụ xà đều không cần nữa Chỉ có cần mái Được không Sai rồi Họ không hiểu đạo lý này Thêm nữa 48 nguyện Căn bản của nó là gì? Là toàn bộ Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Hay nói cách khác Xa rời Kinh Vô Lượng Thọ Thì 48 nguyện cũng tan dở mất Kết cấu khung của toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ Ở đâu vậy? Ở Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Sau đó ừ, bạn mới biết Một câu danh hiệu này Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Một câu danh hiệu này Đều bao gồm tất cả mọi thiện pháp Thế xuất thế gian Ở trong đó Cho nên Tôi nói bạn chấp trì danh hiệu Không viên mãn Đạo lý là ở chỗ này chấp trì danh hiệu ở mức thấp nhất bạn phải ứng dụng ở thập thiện nghiệp đạo đoạn thập ác tu thập thiện nghiệp thì niệm phật mới sanh ra tác dụng nếu không thể đoạn ác tu thiện thì câu phật hiệu này là Niệm suông rồi Đại đức xưa gọi là Đau mồm rác họng Cũng uổng công Lời này là thật Không phải giả Tại sao có người niệm Phật Có hiệu quả Có người niệm Phật Niệm cả đời Vẫn là tùy nghiệp Lưu chuyển vậy Cái mấu chốt này là Ở biết với không biết biết nói thật ra rất đơn giản cũng không có đối nhân sự thế tiếp vật hoàn toàn dùng thập thiện nghiêm túc tu thập thiện nhất định phải đoạn ác chúng ta một câu danh hiệu này chắc chắn giảng sanh bạn đã thành công rồi các vị nhất định phải hiểu rõ phải minh bạch a di đà phật là người đại thiện đứng đầu của thế xuất thế gian Lời nói này cũng không phải tôi nói Là Thích Ca Mâu Ni Phật nói Là ở trong Kinh Vô Lượng Thọ Ngày tán tháng A-di-đà Phật Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương Đây chính là Người đại thiện đứng đầu Của thế xuất thế gian Thích Ca Mâu Ni Phật tán tháng như vậy trên thực tế Chính là đại biểu Tán tháng chung cho mười phương Ba đời tất cả chư Phật Tâm hạnh của chúng ta Bất thiện Làm sao có thể tương ưng với a di Đà Phật được Niệm một câu a di Đà Phật này Không tương ưng Cho nên bạn niệm không có hiệu quả những người niệm có hiệu quả đó bạn quan sát tỉ mỉ họ đều là người tâm địa hành vi lương thiện vậy mới có thể giảng sanh niệm phật có công phu thật hay không một chiêu cuối cùng hoàn toàn hiển lộ ra rồi bạn sống ở thế gian bạn dùng đủ thứ phương tiện thiện xảo để che đậy người lừa gạt người người ta gọi bạn là người thiện bạn có được danh dự tốt chưa chắc là sự thật xem cách chết của bạn như thế nào một chiêu đó là không thể lừa người công phu đích thực xem ở chỗ này bạn đi rất tự tại đi rất tự nhiên bạn là công phu thật khi bạn đi có đau khổ khi ra đi rất là khó chịu thì bạn là đồ giả bạn không phải là thật một chiêu này là không thể là giả không thể lừa người cho nên chúng ta bất luận Đối với xuất gia hay tại gia Công phu tu hành của bạn Đến một chiêu cuối cùng Toàn bộ đều lộ ra Cả đời có thể che đậy người Một chiêu cuối cùng này Không thể lừa người cho nên hiện nay ở cái thời đại này người xuất gia tu hành không bằng người tại gia tôi có cái cảm giác này lão cư sĩ hoàng niệm tổ cảm giác càng sâu hơn ông nói mạc pháp toàn bộ đều điên đảo cả rồi vào thời xưa người học phật trong đó thành tựu thành tựu nhiều thành tựu rất cao cái thứ tự sắp xếp đó là nam chúng xuất gia đứng đầu đây là thành tựu cao số người thành tựu nhiều Nam chúng xuất gia đứng đầu Nữ chúng xuất gia thứ hai Nam chúng tại gia thứ ba Nữ chúng tại gia thứ tư Đây là vào thời xưa Nhưng mà hiện tại Toàn bộ điên đảo rồi Niệm Phật giảng sanh Biết trước giờ đi Đứng mà đi ngồi mà đi Thật sự có thành tựu Thì nữ chúng tại gia đứng đầu số người nhiều nhất thứ hai nam chúng tại gia thứ ba nữ chúng xuất gia nam chúng xuất gia là cuối cùng tại sao lại có hiện tượng này vậy chúng ta phải phản tịnh lại chúng ta rốt cuộc sai ở chỗ nào sẽ không khó thấy ra tự tư tự lợi tranh danh đoạt lợi đố kỵ chướng ngại những cái khác tôi không cần nói nữa chỉ ba điều này chính là nghiệp nhân của địa ngục. Cho nên cậu Đức nói: Dưới áo cà sa mất thân người. Câu nói này vô cùng đau buồn. Mất thân người kết quả là bạn đi vào ba đường ác rồi bạn đời sau ngay cả thân người cũng không thể có được bạn đời này tu là gì cho nên chúng ta tu hành nhất định phải nhớ kỹ một nguyên tắc lớn đại tiền đề như lý như pháp Lý Pháp tánh tịch nhiên Pháp tánh thường chiếu Hai câu nói này chính là Nói rõ Tự tánh của chúng ta Pháp tánh là tự tánh của chúng ta Đầy đủ Trí tuệ viên mãn Thường chiếu là trí tuệ tự tánh vốn đầy đủ trí tuệ bát nhã thường chiếu đã là vốn định ở trong kinh lăng nghiêm gọi là thủ lăng nghiêm đại định đây là tánh định không phải do tu mà có ở trong tự tánh của bạn vốn dĩ là như vậy đây là chân lý tự tánh vốn định hiện nay tại sao không định vậy hiện nay không phải là tự tánh làm chủ ai đã làm chủ tể vậy vô minh đã làm chủ chúng tôi gọi là vọng tâm làm chủ vọng tâm là gì vậy vô minh vô minh chính là hầu đồ không hiểu rõ chân tướng sự thật tâm phân biệt làm chủ chấp trước làm chủ vọng tưởng phân biệt chấp trước là phiền não chấp trước là kiến tư phiền não phân biệt là trần sa phiền não vọng tưởng là vô minh phiền não phiền não đã làm chủ rồi nhưng mà phật ở trong kinh dạy chúng ta phiền não là hư vọng phiền não không phải là thật ở trong pháp tánh không có phiền não phật nhìn thấy tất cả chúng sanh là thấy bản tánh của tất cả chúng sanh Cho nên Phật đối với tất cả chúng sanh tôn kính Tại sao vậy? Bản tánh của chúng sanh với bản tánh của Phật không hai không khác Trong hoa nghiêm viên giác Phật nói Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật Hiện nay có phải là Phật hay không? Ở trong mắt Phật thấy là Phật Đích thực là Phật Một chút cũng không giả Thấy từ đâu vậy? Từ căn tánh sáu căn của bạn Căn tánh sáu căn là thật Bạn hiện nay vì sao lại biến thành cái hình dạng này vậy? Sáu thức biến bạn thành hình dạng này Tánh là thật Thật thì vĩnh hằng bất biến Vĩnh viễn bất diệt Bất sanh, bất diệt Ở Trung trong quán, Trung Quán Luận nói Bác bất đều là hình dung chân tánh Không như không sạch Không thường, không đoạn Không một, không khác Đây là chân tánh Tất cả chúng sanh Ai nấy đều đầy đủ Là chúng ta ngày nay phải tu Cách tu như thế nào vậy? Nói thật ra phật dạy chúng ta dùng chân tánh không nên dùng vọng thức biết cái loại công phu này là một sự chuyển biến này bạn là người thượng thượng căn bạn là người căn viên đốn không cần trải qua nhiều tầng nất tức khắc liền chứng pháp thân đại sĩ ngay Cái đạo lý này Phương pháp này là Thế Tôn nói ở trong Kinh Lăng Nghiêm Cho nên Pháp Sư Giao Quang Rất hiếm có Pháp Sư Giao Quang Chú giải Kinh Lăng Nghiêm Còn có một mẫu chuyện Ông Thọ Mạng đến rồi a di Đà Phật đến tiếp dẫn ông giảng sanh Khi ông bị bệnh a di Đà Phật đến tiếp dẫn giảng sanh Ông nói với A Di Đà Phật, kinh Lăng Nghiêm truyền vào Trung Quốc. Từ xưa đến nay, những chú giải này đều chưa thật sự đem ý của Phật biểu lộ ra được. Cho nên ông muốn làm chú giải trở lại hướng về A Di Đà Phật xin thôi. Đợi sau khi chú giải xong bộ kinh này, hãy giảng sanh a di đà phật liền đồng ý phật liền đi ngay ở trong bài tựa trên kinh có một mẫu chuyện như vậy ông viết chú dạy cho kinh lăng nghiêm gọi là lăng nghiêm kinh chánh mạch thực sự ông đưa ra phương pháp tu hành cùng với cái mà đại đức xưa nói không giống nhau ông dứt khoát chủ trương xả thức dùng căn. cái phương pháp này à. cao lập tức liền chuyển được ngay hay nói cách khác vậy chúng ta ở trong đời sống thường ngày đối với người với việc với vật không nên dùng tám thức trực tiếp dùng căng tánh Chúng ta mắt thấy Dùng tánh thấy để thấy sắc tánh Dùng tánh nghe Nghe tánh tiếng Lập tức liền minh tâm kiến tánh Hay nói cách khác Từ quả địa phạm phu Vừa thăng cấp chính là pháp thân đại sĩ Vọng tưởng phân biệt chấp trước Của bạn thấy đều không còn Phương pháp này là cao Không sai là ý nghĩa đích thực mà Phật đã nói trên hội Lăng Nghiêm. Nhưng mà không có người nào có thể tu thành công. Nói là rất cao nhưng không thể làm được. Vấn đề là xả thức, thức xả không hết. Dũng căn không biết dùng. Cho nên bạn không thể thành nổi pháp thân đại sĩ xưa nay đại đức chú giải kinh lăng nghiêm là chịu sự ảnh hưởng của đại sư trí giả ở trong bài tựa của kinh lăng nghiêm đều có ghi chép kinh lăng nghiêm trước khi chưa truyền vào trung quốc ấn độ có một số cao tăng đại đức đến núi thiên thai phỏng vấn đại sư trí giả đại sư trí giả là chuyên công pháp hoa phát minh ra một phương pháp tu hành tam chỉ tam quán đây là do đại sư thiên thai phát minh trước tác này của ngài cũng vô cùng tuyệt vời tông thiên thai nói ba loại chỉ quán là chính bản thân đại sư thiên thai nói Loại thứ nhất Tiệm thứ chỉ quán Giống như leo bậc thang Từng cấp từng cấp leo lên trên Đại sư nói Thiền ba la mật Mười quyển Chính là nói tiệm thứ chỉ quán Cái thứ hai là bất định chỉ quán Đốn tiệm bất định Ngài đã nói một quyển Lục diệu môn Chính là tiểu chỉ quán lục diệu môn Loại thứ ba là Viên đốn chỉ quán Chính là Ngài nói Ma ha chỉ quán Tổng cộng có 10 quyển Đây là phương pháp tu hành Của nhà thiên thai Những chú sớ Của Ngài Đối với chỉ quán Tổng cộng có hơn 20 loại ngài vẫn là dùng tâm ý thức cho nên đối với chúng ta tu học tương đối dễ dàng xả thức dùng căng ở trên lý luận nói không sai chúng ta tu hành có khó khăn ở mức độ nhất định kinh lăng nghiêm đại biểu chú giải là đại sư trường thủy người triều tống Đại sư Giao Quang được xem là mới Có hai phái tân cụ Giao Quang là người thời Triều Minh Cùng thời đại với đại sư Liên Trì Chỉ quán Một điều này Chúng ta chỉ giảng đến đây thôi